Ê, sống thời gian ẩn thân tu mình làm nông đi, hồng đã lên bông lên tược rồi, cây vẫn tốt đây, hồng đang lên rất tốt, hy vọng mai quả lan. Cái hồng về nghiêm nghiêm 50 cây, làm nông bữa giờ cực khổ. Hôm nay mua 20 cúc lời. Hai trăm ba chục ngàn, tới giờ bông vẫn còn xum xê. Đây, mãn cầu. Mãn cầu, một quả. Hoa này nên mới mua cũng lời nữa, hoa đồng tiền mua xong ghim lại giờ lên bông, lên cũng được mấy bông đây, bông này cũng được mấy bông để ghim lại lên đi, bông ba bông để cây nè, đây được lên được ba bông mới làm bây giờ. Đây bên hông nhà hồng, hồng đây nha các chị, hồng hồng lại có tược đây, cái này quá trời tược luôn. Ôi. Ôi. Đâu người biết cái gì? Bơ. Đây không, đây nho. Cũng lên tường đây. Nho sẽ làm hai cây. Đây hai cây. Đây một cây, đây một cây. Cây lớn lên sẽ làm vàng tre, cái vàng cây kia đây, vàng rau này, còn một cây á lớn lên sẽ làm cái vàng tre cho phía trên này, chỗ này là cái sân ăn đồ nướng nên hai cây lên tre đó, hy vọng lên đây. Măng tây, cái măng, măng tây, măng tây. Chung cũng mong sống đây. Chậm bữa giờ quá mệt. Đây, cái cây măng mới lên đây. Thì sao lại măng tím chưa lên? Tắt. Tắt, cái tắt, cái tắt nè, trái. À, cũng có nào uống hồng rồi nè. Cũng có tược rồi nè. Chung uống hồng giống tốt. 50 cây. Hy vọng lên hết. Dưa hấu chết rồi nè,
sầu riêng, cắt bỏ lá để cho nó sống. Đây chỗ này là mía, đây mía, hai cây mía non. Đây là mít tố nữ, cọc, cọc này che to, cọc này che to, cọc này che to, lên cũng nhiều. Đây, cọc, chanh, chanh cũng được ba trái, ăn hết trái. Có lá non. Mừng gà. Đây, tố nữ. Cây này cũng lên tốt. Bắc Hà sinh xong về em giờ lên đây. Đây lên tốt. Còn đây là rau. À bây giờ mọi người thấy rau. Đây. Lên rồi đây. Gieo bữa vào 4 ngày, 3 ngày. Lên đây. Làm gì vậy? Rau, quay rau. Để cho tôi quay. Rau cũng lên đây. Rau lên chi chít. Mới chạy vô nhà ổng mà ổng chạy xe. Mít này nó chịu qua nè thôi. Nó lên đây nè. Ông chống cái cây vô đi. Chưa.